còn là những người có đất đai và của cải đã xây cất lâu đài để tự vệ. Nằm ở bờ biển phía tây của Ấn Độ, đây là pháo đài duy nhất trong đất nước mà không bị xâm chiếm trong suốt lịch sử tồn tại của nó. Dưới sự cai trị của các vua Sikhi trong suốt hơn 500 năm, pháo đài đã bị tấn công bởi nhiều lực lượng quân địch, bao gồm binh lính Anh, Pháp và Bồ Đào Nha, và không ai trong số họ có thể bước một chân vào bên trong. Chandrira là một pháo đài nổi được xây dựng bởi Malik Amber, người thuộc triều đại Nizam Shahi nổi tiếng và đã đích thân phục vụ cho quốc vương Ahmednagar. Bản thân nó thực sự là một tác phẩm kiến trúc độc nhất vô nhị và nổi tiếng với vẻ đẹp tráng lệ. Tọa lạc trên một hoàng đảo giữa biển Ả Rập gần thị trấn ven biển Murat ở Maharashtra, nơi đây thực sự là một trong những pháo đài ấn tượng nhất ở Ấn Độ. Tên đầy đủ của pháo đài là Murat Chandrira, với Chandrira có nghĩa là hòn đảo bao quanh bởi nước và Murat có nghĩa là mặt trăng lưỡi liềm. Nó được bao quanh bởi biển Ả Rập, đồng nghĩa với việc đánh chiếm nó là nhiệm vụ cực kỳ khó. Cách duy nhất để đặt chân lên đảo là bắt đầu tại ngôi làng nằm cạnh con sông nhỏ. Murat Chandrira nằm trên một hòn đảo ở bờ biển phía tây của ngôi làng Jaspuri này. Từ đây, ta có thể dùng thuyền để di chuyển đến pháo đài. Nếu các ghi chép là chính xác, thì pháo đài biển Chandrira chưa từng bị xâm chiếm bởi bất kỳ vị vua nào đang cai trị các lãnh thổ láng giềng. Theo hồ sơ, thậm chí đại đế huyền thoại Shivaji trong lịch sử Ấn Độ cũng không thể chiếm được nó, mặc dù đã cố gắng đến tận 13 lần. Con trai ông, Samhaji cũng đã thử phương pháp độc đáo bằng cách đào một đường hầm dưới nước để đột nhập vào bên trong. Thật không may, bấy nhiêu là chưa đủ và ông cũng nhanh chóng thất bại trong nỗ lực của mình. Pháo đài Chandrira đến nay vẫn gần như nguyên vẹn dù đã trải qua hàng trăm năm chịu tác động của mưa, gió và thủy triều. Để ngăn chặn kẻ tấn công, chỉ vẻ ngoài đáng sợ là chưa đủ. Một pháo đài vững chãi cần nhiều hơn thế. Các phiên bản thành lũy đầu tiên của nhân loại chỉ đơn thuần là những đống đất được bao quanh bởi hàng rào gỗ. Tuy nhiên, chúng đã nhanh chóng trở nên hoàn thiện hơn. Theo thời gian, kiến thức thành lũy đã phát triển và hầu hết các pháo đài chất lượng đều tuân theo những quy tắc tương tự. Ví dụ, một pháo đài được thiết kế tốt thì không bao giờ có hình vuông. Các góc của một pháo đài hình vuông dễ bị tấn công vì góc vuông 90 độ khiến việc tập trung người bảo vệ ở những điểm đó trở nên khó khăn. Một tư lệnh tài ba sẽ tập trung lực lượng tấn công ở đó. Để đối phó với điều này, các nhà thiết kế pháo đài đã xây dựng các tòa tháp tại các khoảng cách cố định, tạo điều kiện cho người thủ thành có vị trí để họ có thể bắn xuống với tầm nhìn rộng rãi. Pháo đài Chandrira có hình bầu dục thay vì hình vuông như các pháo đài khác. Thành được bao bọc xung quanh bởi bức tường cao khoảng 12 mét và sở hữu 19 ô tròn chiến lược. Chandrira có rất nhiều ổ pháo với một số chiếc vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Chúng là vũ khí chính để đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ xâm lược từ biển. Ngoài kiến trúc bền vững và được nước biển bao bọc, pháo đài còn có vô số tháp canh và những lối đi được thiết kế chiến thuật với tổng cộng 572 khẩu pháo thần công. Đó là lý do tại sao cho đến nay vẫn không ai xuyên thủng được lớp phòng vệ này. Trong số kho vũ khí được dùng để phòng thủ, khẩu pháo Kalabendi nổi trội hơn cả vì kích thước cũng như khả năng bắn xa của mình. Theo dữ liệu ghi chép, những khẩu pháo này chủ yếu được sử dụng để ngăn chặn nỗ lực của kẻ thù tiến đến từ biển. Đặc điểm nổi bật nhất của pháo đài Murat Chandrira chính là hệ thống phòng thủ vững chắc. Khi bạn xem xét cấu trúc và vị trí của nó, nơi đây thực sự trông như cấu trúc hoàn toàn không thể xâm nhập. Và đúng thật là như vậy, tòa thành chưa bao giờ bị chinh phục bởi các lực lượng bên ngoài. Theo Gaurav Gadgil, phó giáo sư lịch sử tại trường đại học Khatri Somaya ở Mumbai, Ấn Độ, hòn đảo tiếp tục được cai trị bởi người Sikhi cho đến khi được bàn giao cho chính phủ Ấn Độ vào năm 1947, thời điểm nước này giành độc lập. Chưa hết, toàn bộ pháo đài nổi chỉ có duy nhất một lối ra vào,
thông qua một cổng lớn được trang trí bằng các chữ viết bằng tiếng Ả Rập. Nhưng nếu pháo đài bất khả xâm phạm đến thế, thì điều kiện sống tại nơi đây ra sao? Dù là một pháo đài bao quanh bởi biển nước, nơi đây lại rất được thiên nhiên ưu đãi vì bên trong pháo đài có hẳn giếng nước ngọt của riêng mình, đảm bảo người dân lẫn binh sĩ sẽ luôn được đáp ứng nhu cầu nước sạch. Ngoài ra, bạn sẽ tìm thấy những phần còn lại của một nhà thờ Hồi giáo thời Trung Cổ, một cung điện, những kho chứa lương thực và các khu vực sinh hoạt cho binh sĩ. Cung điện cũng đã từng là nơi ở của vua Sidi Nawaf. Điểm du lịch không dành cho tất cả. Pháo đài Murat Trenary mở cửa cho công chúng và có thể là một điểm thú vị trong lịch trình du lịch Maharashtra. Đối với những người quan tâm đến lịch sử, pháo đài này là điểm dừng chân không thể bỏ qua. Như đã nói, chỉ có duy nhất một lối ra vào và du khách có thể đến đó bằng cách đi thuyền từ thị trấn ven biển Murat. Khi đến nơi, bạn sẽ thấy những di tích của một ngôi nhà thờ Hồi giáo, một cung điện cùng với một không gian tắm rửa có nước được dẫn từ dòng suối. Ngay sau đó là chiếc giếng sâu tự nhiên của đảo, ngày nay vẫn cung cấp nước để giải quyết cơn khát của những du khách mệt mỏi. Có lẽ pháo đài đã thực hiện quá tốt chức năng của mình đến mức đã có những mối lo ngại nhất định dành cho khách du lịch có nhu cầu khám phá địa điểm này. Dù nằm giữa biển, pháo đài Chandira đã luôn thu hút sự quan tâm của du lịch. Chính vì thế, hàng ngày có rất nhiều lượt khách đến thăm. Nhưng thực tế là, hiện nay, đối với nhiều người, việc ghé thăm pháo đài đã trở nên khá khó khăn. Thông thường, để đến pháo đài, bạn phải di chuyển bằng thuyền. Và vì pháo đài không có bến cảng để tiếp cận và chỉ có duy nhất một bậc thang ngay cổng ra vào, kiêm nhiệm bến cảng, hành động di chuyển từ thuyền xuống pháo đài là rất khó khăn đối với nhiều người, thậm chí là không thể. Chưa hết, vì sóng biển và gió lớn, nguy cơ thuyền bị lật là hoàn toàn khả thi. Hầu hết trẻ em và người cao tuổi trước chuyến thăm đều phải luyện tập cách lên xuống thuyền một cách nhịp nhàng nhằm tránh tai nạn ngoài ý muốn. Để đối phó với vấn đề này, đã có ý kiến chung yêu cầu xây dựng một cây cầu để tiếp cận pháo đài trong nhiều năm qua. May mắn thay, yêu cầu đã được chấp thuận. Trang Mumbai Live cho biết, chính quyền địa phương đã bắt đầu công tác thi công cầu nối tới pháo đài Chandira nhằm mục đích khiến quãng đường di chuyển được suôn sẻ và an toàn hơn trong tương lai. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2024. Mặc dù kiến trúc quân sự đã thay đổi rất nhiều theo thời gian với sự phát triển của các công nghệ khác nhau. Này, chương trình khám phá bí ẩn hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.